있는데. 캐릭터에 대해 좀 말씀해 주세요. 네. 캐릭터. 제가 맡은 캐릭터는 꽝까라는 캐릭터인데요. 사랑하는 여자를 잊지 못하고 그 여자의 주인공에서 외롭고 쓸쓸한 나날을 보내는 그런 로맨티스트입니다. 꽝꽈한테는 천국이란 과연 무엇일까? 제 생각엔 사랑이 있는 곳이 아닌가 이렇게 생각이 듭니다. 전에 3대 영 다른 배우들에 대해 알아보셨어요? 상대방에 대해서 이곳에 와서 처음 뵙게 됐고요. 모든 배역 여러분들을 사실 언어가 안 통해서 불편한 점이 있을 거라고 생각했지만 같은 직업, 같은 배우기 때문에 서로의 느낌을 너무 잘 알았고요. 많은 배려를 서로 해주셔서 다시 한번 진심으로 배우 여러분들께 감사의 말씀드립니다. 사실 이번이 저한테는 첫 도전이고요. 이번 영화를 통해서 더 많은 작품 활동과 더 많은 배우들의 만남을 통해서 베트남 영화와 이런 것들에 참여하고 싶은 욕심이 많이 생겼습니다. 이거를 들고 계시면서요? 네. 이번에 베트남의 팀으로 같이 일을 할 때는 어떤 느낌인지 베트남 영화팀 같이 할 때는 어떤 느낌인지 아직 본격적인 촬영은 안 해서 자세하게 말씀은 드리기 힘들겠지만 저희가 테스트 촬영을 하고 그리고 다른 스태프들을 만났을 때 제가 한국에서 일하는 것처럼 상당히 마음이 편해서 되게 좋았습니다. 안녕하세요. 베트남 관객 여러분. 이번에 천국이라는 영화로 다시 찾아뵙게 됐는데요. 저희 천국이라는 영화 많은 사랑과 관심 부탁드리겠습니다. 감사합니다. Em gái nãy giờ anh nói gì chứ đứng vô để dịch cho tụi anh té tụi em bên anh dịch tụi anh đúng rồi đứng đó đang dịch luôn dịch cho tiếng Việt chứ để bên đây đúng rồi ok tại vì một chờ em dịch đi để lát anh ghép lại vậy thôi chứ cái gì nữa khoan từ em mới lấy cái mic cầm lên nói cho mình nói vô mic giùm anh ok nói tôi sẽ đi nó lớn là nghiêm xí nha. Nói về phần đánh giá của bộ phim thì anh có chia sẻ đó là thật ra thì làm việc trong cái khoảng thời gian đó là do ngôn ngữ nó cũng có nhiều cái không thông nhưng mà thứ nhất là cũng có thông dịch và thứ hai nữa đó là các mọi người nói chung là hỗ trợ với nhau rất là hết mình cho nên là anh cũng cảm thấy không có gì quá bất tiện trong cái khoảng thời gian quay phim. Và thêm một câu hỏi nữa đó là anh có gửi một cái lời chào đến toàn thể khán giả Việt Nam và hy vọng là mọi người hãy chờ đợi bộ phim Thiên Đường vào năm sau.
Ok, cho anh hỏi nha. Dạ. Cho tới anh hỏi em dịch giùm luôn nha. Rồi dạ. Cho anh hỏi là em nói với họ giùm là khi anh đến lần đây là lần đầu tiên anh đến Việt Nam đúng không? Và anh cảm thấy người dân Việt Nam như thế nào? Và anh đã có không đây, đây chưa để mình hỏi đi. Và thứ hai là anh đã có những dùng cái món gì khi anh có hiểu gì khi đến Việt Nam chưa? Anh có tìm hiểu về Việt Nam chưa? Và những cái món gì anh có thể thích ăn ở Việt Nam? Đừng hỏi gì. Vấn đề hỏi là qua bao lâu rồi? À. Nhiều khi mới qua biết gì đâu trả lời. Ok. Dạ. Bây giờ mình hỏi thêm là ví dụ qua bao lâu rồi và kịp tìm hiểu gì chưa, có ăn uống món Việt Nam gì chưa? Việt Nam 분들하고 정서가 상당히 많이 비슷하신 것 같아요. 그래서 뭐 지금 한 10일 정도 됐지만 상당히 편하고 그리고 편하게 해주셔서 너무 감사드립니다. Trước tiên là cái cảm nhận đầu tiên khi anh đến Việt Nam, anh cảm thấy là người Việt Nam cũng có rất là nhiều cái điểm giống với là người Hàn Quốc. Cho nên là trong cái khoảng thời gian anh đến đây khoảng 10 ngày thì cũng không thấy có bất kỳ một cái khó khăn hay là một cái gì cả. 두 번째는 혹시 베트남에 와서 드셨던 음식이나 뭐 좋아하는 음식이 있는지. 사실 쌀국수를 좀 많이 좋아하고요. 쌀국수를 많이 좋아하고 뭐 한국에서도 쌀국수 집이 있고 하는데 맛이 좀 많이 다르더라고요. 베트남 쌀국수 역시 맛있었습니다. Cái cảm nhận đầu tiên về thức ăn của Việt Nam đó là anh rất là thích cái món phở, mặc dù ở Hàn Quốc thì anh cũng đã có từng đi đến những cái quán phở ở tại Hàn Quốc, nhưng mà cái vị thì anh nhận thấy là cái vị phở ở tại Việt Nam ngon hơn rất là nhiều. Manage ta chỉ 이번 영화 끝나고 나서 두 번째 영화를 찍을 기회가 있으면 어떤 배우랑 같이 하고 싶은지. 일단 이 영화가 성공을 했으면 좋겠고요. 성공을 해서 다시 또 여러분들을 만나서 상대방이 누구였던 간에 상대 배우가 어떤 배우든 간에 열심히 하고 싶은 게 제 마음입니다. Trước tiên, cái đầu tiên tôi hy vọng đó là bộ phim này sẽ thật sự là thành công để chào đón đến khán giả, và sau đó nếu mà tôi có dịp quay lại thì bất kỳ diễn viên nào đó tôi vẫn muốn có thể hợp tác thêm một lần nữa tại Việt Nam. Hồi nãy trong cái họp báo là anh chưa có trả lời một cách chính xác câu hỏi của phóng viên, anh chỉ trả lời chung chung á, mình muốn biết là anh nhận xét gì về Lý Nhã Kỳ khi hai người có những cái buổi tiếp xúc và làm việc đầu tiên với nhau. Lý Nhã Kỳ 하고 같이 일을 하는 동안 어떤 느낌인지 아까 자신이 말씀 안 하셨는 것 같은데. 리냐키에 대한 네. 너무 배려심이 많은 배우님 같아요. 항상 그 음식까지 잘 챙겨주시고 배려를 많이 해주셔서 정말로 다시 한번 이 자리를 빌어서 감사하다고 전해드리고 싶습니다. Nếu mà nói về Lý Nhã Kỳ thì đầu tiên anh cảm giác là thân thiện và có cảm giác là nhường nhịn với nhau rất là nhiều. Ví dụ trong cái khoảng thời gian quay đôi lúc Lý Nhã Kỳ mang những cái thức ăn ở nhà đến để cùng nhau ăn, thì ở đây hôm qua đây anh cũng muốn một lần nữa cảm ơn đến diễn viên Nhi là Lý Nhã Kỳ rất là nhiều. Bây giờ cái làn sóng mà người ta gọi là Hallyu ở đến Hàn Quốc, đến Việt Nam cũng như là các quốc gia khác rất là nhiều. Thì bây giờ ảnh tham gia ở Việt Nam này, thật ra là cái lý do chính ảnh nhận lời cái vai này là vì cachet hay là có một cái đường hướng muốn tấn công vào thị trường Việt Nam? Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
같이 하시는 건지 아니면 베트남 관객들 조금 더 가깝게 만들려고 하시는 건지. 베트남 팬들과 더 가까워지고 싶고요. 베트남 팬들이 더 사랑해주길 원해서 이 영화를 하게 된 것 같습니다. Cái lý do mà tôi chấp nhận bộ phim này có thể nói là tôi muốn gần gũi với các fan ở Việt Nam nhiều hơn. Thường khi đi ở đóng phim xa nhà thì anh sẽ làm gì đỡ nhớ vợ con? Thường khi đi kiếm mối liên quan hay tên ấy, một khá chốc vô cùng xúc động này á. Còn chủ đề mình thì vô cùng xúc động này, một cách bằng bao nhiêu hay mình thì thời vô cùng xúc động gì? 그런 방법은 없는 것 같고요. 항상 보고 싶고 항상 그립지만 또 일을 하면서 또 잠시나마 잊을 수 있는 거라고 생각합니다. 마음속은 항상 보고 싶습니다. Thật ra ở trong lòng thì lúc nào mặc dù anh ấy công việc bận như thế nào đó nhưng mà trong lòng thì lúc nào cũng nhớ đến gia đình cả. Thực ra là có theo dõi hôm nay là khoảng 1-2 năm nay các dự án phim truyền hình của Hàn Quốc á, thì không thấy anh tham gia nhiều á. Anh có thể chia sẻ thêm là bây giờ anh có tham gia dự án truyền hình hay là điện ảnh nào Hàn Quốc hiện tại hay không và khi nào phát hành? Cái 1년 전 쯤에 영화 하나 개봉을 했고요. 그리고 지금 이제 이 영화를 시작을 하고 다른 거는 또 얘기 중인 영화가 있습니다. 아직 얘기할 정도로 진행이 되지 않았기 때문에. Khoảng 1 năm trước thì cũng đã có một phim mà cũng đã khởi chiếu. Thì hiện tại thì đang chuẩn bị tập trung cho cái bộ phim lần này. Và thật ra thì cũng đang có một vài bộ phim nữa đang có dự định là sẽ hợp tác. Nhưng mà cái này cụ thể thì chắc là những cái chuyện này. Ok, ok, hay rồi. Thank you. Thank you. Excuse me, may I take the picture? Ok.